9 là không bị chết vì cổ độc tác hại. Loại ác tự thứ 9 là chết vì bị cổ độc tác hại. Ở Nam Dương, Singapore, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan và luôn cả ở tỉnh Quảng Đông, Trung Hoa, người ta có luyện được những loại thuốc độc cực mạnh và vô cùng lợi hại, gọi là cổ độc. Có rất nhiều loại cổ độc, có loại chỉ cần ăn một chút xíu, nhưng khi vào đến bụng thì nó lại phình to ra, khiến cho nạn nhân bị trướng bụng mà chết. Tuy nhiên, nếu quý vị thành tâm trì tụng chú Đại Bi, thì không có độc chất nào có thể hại được quý vị. 10 là không bị chết vì điên loạn, mất trí. Loại ác tự thứ 10 là chết vì bị điên loạn, mất trí. Người trì tụng chú Đại Bi thì không bị chết do điên cuồng, mê loạn hoặc do đầu óc không được tỉnh táo. 11 là không bị chết vì núi lở, cây ngã, vách đá sụp. Loại ác tự thứ 11 là chết vì núi lở, cây ngã, vách đá sụp. Những người chuyên tâm trì tụng chú Đại Bi thì không bị các cây to ngã xuống đè chết, không bị đá từ trên núi lăn xuống đè chết và cũng không bị tường thành đổ sập xuống đè chết. 12 là không bị chết vì kẻ ác thư ếm. Loại ác tự thứ 12 là chết vì bị kẻ ác thư ếm. Có nhiều kẻ dùng ác chú để trù ếm, khiến cho người ta nằm mộng thấy những điều sợ hãi, hoặc dùng tà thuật để thư cho người ta chết. Kẻ ác thư ếm, tức là kẻ ấy có tà chú, nên có thể âm thầm ám hại người khác. Tương tự như trường hợp cô gái Ma Đăng Già dùng tà chú của phái ngoại đạo Hoàng Pháp Tóc Vàng để bắt cóc tôn giả A Nan vậy. Tà chú có thể làm cho đầu óc người ta trở nên mê muội, không còn tri giác, cũng không còn sáng suốt để làm chủ chính mình nữa. Do đó, bị kẻ dùng chú khống chế, sai sử một cách dễ dàng. 13 là không bị chết vì tà thần, ác quỷ thừa cơ làm hại. Loại ác tự thứ 13 là chết vì tà thần, ác quỷ thừa cơ làm hại. Quý vị trì tụng chú Đại Bi thì tà thần, ác quỷ không có cơ hội hãm hại hoặc giết chết quý vị. 14 là không bị chết vì ác bệnh truyền thân. Loại ác tự thứ 14 là chết vì ác bệnh truyền thân. Người trì tụng chú Đại Bi thì không bị mắc phải ác bệnh. Ác bệnh tức là các loại bệnh trầm trọng, ngặt nghèo như bệnh tê bại, không nhúc nhích được, hoặc các bệnh nan y khác, cancer, ung thư, cũng thuộc loại ác bệnh vậy. Ở Hồng Kông, có một vị hòa thượng rất nổi tiếng, tên là Định Tây. Ông mắc bệnh cancer và sau hơn một năm thì chết vì ác bệnh này. Tôi tin rằng ông ta không thành tâm tin tưởng ở chú Đại Bi. Tuy rằng ông bảo người ta tu hành, song chính bản thân ông lại chẳng mấy chú ý dụng công tu tập, cho nên mới mắc cancer. Tôi bảo cho quý vị biết, ông ta là người rất háo danh. Ở Hồng Kông, chuyên môn mua danh chuốc tiếng. Ông rêu rao cùng khắp cả Hồng Kông rằng Pháp Sư Độ Luân là đệ tử của ông ta. Thật là hoang đường, hoàn toàn không có chuyện đó. Tôi với ông ta phải nói là chẳng quen biết, chẳng liên can gì với nhau cả, thậm chí còn ở cách xa nhau cả mấy ngàn dặm đường. Lúc tôi còn ở Đông Bắc thì ông ta hoàn toàn không biết gì về tôi cả. Chỉ có sau khi tôi đến Hồng Kông thì số người tín ngưỡng tôi rất đông đảo. Ông bèn nói với mọi người rằng tôi là đệ tử của ông, bởi rất nhiều người tin tưởng tôi. Vậy nếu ông ta là sư phụ của tôi thì đương nhiên là ai nấy sẽ càng tôn kính ông ta hơn nữa. Cũng tương tự như trường hợp một vị pháp sư nọ nói Hư Vân Lão Hòa Thượng là đệ tử của y vậy. Lúc tôi ở Hồng Kông, có một người họ Trương mắc bệnh cancer mà 6 vị bác sĩ nổi tiếng là cao minh nhất của Hồng Kông thời ấy
đều chẩn đoán về bệnh tình của anh ta rằng nội trong 100 ngày chắc chắn sẽ chết, không thể nào sống nổi. Họ Trương này quy y với tôi vào ngày 18 tháng 5 âm lịch. Và sau lễ quy y thì tôi có khuyên anh ta nên phát tâm làm chút việc công đức. Tôi nói, nếu anh chịu làm đúng theo lời tôi dặn, thì tôi bảo đảm rằng không phải chỉ nội trong 100 ngày, mà ngoài 100 ngày anh vẫn chưa phải chết. Nhưng phải nhớ là làm theo cách tôi đã bảo. Tức là phải làm gì? Nhân vì lúc bấy giờ, người xuất gia từ Đại Lục, Trung Quốc tị nạn sang Hồng Kông rất đông, có đến 3-4 ngàn vị, mà hầu hết đều bị thiếu thốn về mọi mặt. Tôi bèn khuyên họ Trương rằng, anh nên phát tâm cúng dường mỗi vị xuất gia 20 đồng và một suất vải Hoa Kỳ. Một suất vải có thể may được tới mấy bộ đồ. Nếu anh có thể làm như thế để kết thiện duyên với những vị xuất gia này, tôi bảo đảm rằng anh sẽ chưa phải chết. Họ Trương liền phát nguyện, hứa sẽ y lời. Anh ta còn nói là nếu trong vòng 100 ngày mà anh ta không chết thì sẽ bố thí cho tôi 200.000 Mỹ Kim. Anh ta là một người rất giàu có ở Hồng Kông, tài sản có đến bạc tỷ, song đều là do làm ăn bất chánh mà có được. Đến kỳ hạn 100 ngày mà bác sĩ đã chẩn định, họ Trương quả nhiên vẫn chưa chết. Trong thời gian này, vị hòa thượng bị cancer mà tôi nói ban nãy, bấy giờ chưa bị cancer, có giúp họ Trương lạy sám hối. Lạy sám gì? Lạy dược sư sám. Mỗi tuần, mỗi lạy sám dược sư. Thấy đã quá 100 ngày mà họ Trương vẫn chưa chết, vị hòa thượng nọ bèn kể lễ với anh ta rằng đó là nhờ công đức bái sám của mình. Thật ra, chỉ vì họ Trương là người giàu có, chứ nếu là kẻ không có tiền, thì ông hòa thượng nọ nhất định chẳng chịu bái sám cho. Và rốt cuộc là họ Trương nọ, với tôi thì chẳng thực hiện lời hứa. Còn vị hòa thượng nọ thì đã có công bái sám, nên được tặng cho 5.000 đồng. Vị hòa thượng đó còn nói với họ Trương, 5.000 đồng này là phí tổn hành lễ bái sám. Nhờ công đức bái sám này mà anh khỏi phải chết đấy. Người họ Trương này chính là Trương Ngọc Giai. Sau đó, họ Trương sống thêm được 8 năm nữa. Vào tháng giêng năm ấy, nhân ngày đầu năm, tôi nói với mọi người rằng năm nay, nếu Trương Ngọc Giai có gặp phải chuyện gì mà đến khẩn cầu tôi, thì cho dù anh ta có quỳ trước cửa đến 3 năm đi nữa, tôi cũng chẳng ngó ngàng tới. Bởi tôi chờ đợi đã 8 năm rồi mà anh ta vẫn chưa chịu thực hiện lời nguyện. Tôi không thể xem đó như món nợ, phải đi đòi. Anh chưa chết, thế thì phải đưa tôi 200.000 Mỹ Kim. Tôi không làm như thế được, cho nên tôi chỉ tuyên bố. Tôi đợi đã 8 năm rồi mà anh ta vẫn không phát tâm. Vậy bắt đầu từ hôm nay trở đi, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra cho Trương Ngọc Giai, tôi đều không biết đến. Sau khi tôi tuyên bố như thế, chưa được bao lâu, Trương Ngọc Giai bệnh nặng trở lại và lâm vào tình trạng nguy kịch. Họ Trương bèn bảo người nhà đến tìm tôi, nhưng bao nhiêu lần tôi đều từ chối không gặp, thậm chí không mở cửa cho họ vào nữa. Các người đến tìm tôi, xong tôi không muốn tiếp các người. Đây là một việc mà hầu hết những người xuất gia ở Hồng Kông chẳng mấy ai làm được. Người giàu có như thế, đến thăm mà còn không chịu tiếp, không cho gặp mặt, thì thật là không thể hiểu nổi. Cho nên tôi bị rất nhiều người phê bình, thật là không thông hiểu Phật Pháp gì cả. Người ta tới xin gặp mà cứ không chịu cho gặp. Có một lần, họ Trương cho người mang đến tặng tôi 200 đồng. Tôi ném tiền ra ngoài cửa, trả lại cho y. Do đó, những người xuất gia ở chỗ vị hòa thượng nọ đều bất bình và chỉ trích tôi. Ông ta không phải là người xuất gia, người ta cúng dường mà không chịu nhận, lại còn ném trả lại nữa.
Tại sao ông ta lại quá khoác đến thế? Thật là chẳng biết điều chút nào. Khoảng chừng 3 tháng sau thì Trương Ngọc Giai chết vì chứng cancer. Chẳng bao lâu sau thì vị hòa thượng nọ cũng bị cancer. Bấy giờ có ai bái sám cho ông ta thì ông cũng không khỏi bệnh được. Ông ta có thể bái sám cho người khác được khỏi bệnh, thế mà bây giờ tất cả hòa thượng ở Hồng Kông đều bái sám niệm Phật cho ông ta thì lại không linh nghiệm. Bệnh ông ta vẫn không thuyên giảm. Sau đó khoảng hơn một năm thì ông sư phụ giả mạo của tôi tạ thế. Đó cũng là chết vì ác bệnh truyền thân vậy. Ha ha ha,